phòng dưới gầm cầu thang. Mình cải tạo xong mình ở luôn trong đấy hả anh? Cải tạo xong thì chả ở chứ để làm gì, để làm cảnh à? Không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ bắt tay vào cải tạo luôn. Nhưng cải tạo thế nào nhỉ? À đúng rồi, căn phòng thì cần có giường này, có bàn ghế này, tivi này, tủ lạnh này. Đấy, nếu mà muốn làm một căn phòng thì phải có những dụng cụ đấy. Nhưng mà những dụng cụ đấy làm sao mà nhét vừa cái căn phòng bé tí như này? Khả năng là phải mua những đồ dùng mini. Hiện tại thì tôi đang san phẳng cái mặt nền này nhé các bạn nhé. Chúng tôi san phẳng thì chúng tôi sẽ mua đồ, chúng tôi rải lên và mua giấy hay là mua tấm ván để dán vào tường này. Hứa hẹn sẽ là một cái căn phòng rất là đẹp luôn nhé các bạn nhé. Đây là hiện trạng của căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang. Thì căn phòng hiện tại rất là bừa bộn này, cát, đất cát các thứ này, tường cũng chưa được trang trí gì cả. Thì hôm nay tôi sẽ làm một nhà thiết kế nội thất giống chú Thái Công. Thì hôm nay tôi sẽ đích thân thiết kế cái căn phòng bí ẩn này. Không biết nó có đẹp như chú Thái Công không, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trở thành một nhà thiết kế nội thất đẳng cấp giống chú Thái Công. Thì bây giờ thiết kế cái căn phòng bí mật này thôi. Bây giờ tôi sẽ trang trí tường, tôi sẽ dán một cái lớp giấy trang trí lên như này để cho căn phòng trở lên sang trọng hơn. Sau khi dán lên thì nhìn căn phòng nó đang sang chảnh hơn rồi. Let's go, tiếp tục dán tiếp. Nếu mà clip này được nhiều người ủng hộ tiếp thì tôi sẽ tiếp tục làm cái series căn phòng bí ẩn này, làm nhiều nơi hơn. Đấy, mọi người bấm like và đăng ký kênh để tôi sẽ tiếp tục làm những căn phòng bí ẩn khác nhá. Cái tấm dán này rất là dính vào tay luôn, rất là khó thao tác vì đây là trong căn phòng hẹp nên mọi thứ đều khó khăn. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng trở thành một chú Thái Công thứ hai. Tôi sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất trong cái video này. Sau 3 tiếng thì tôi đã dán xong tường của căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang. Đây là thành quả. Đấy, các bạn tay nghề tôi là. Tiếp theo tôi sẽ thi công cái sàn nhà của căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang này. Vì trong này nếu mà kê một cái giường nữa thì sẽ rất là chật. Tôi sẽ làm một cái thảm êm luôn nhá mọi người nhá. Let's go. Tôi sẽ sử dụng tấm thảm giả gỗ này để tạo cho căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang trở lên sang trọng và lịch lãm hơn. Bây giờ tôi sẽ được khui hàng tấm thảm giả gỗ. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, được khui hàng một tấm hàng hàng triệu đô. Những cái tấm thảm giả gỗ toát ra một cái mùi hương rất là nhựa. Ui wow. Những cái tấm thảm giả gỗ này thi công rất là nhanh. Sau khi lót tấm thảm giả gỗ này vào thì tôi cảm thấy căn phòng trở nên sang trọng hơn. Trong điều kiện chật hẹp này thi công rất là khó khăn, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tạo ra một căn phòng bí ẩn đẹp nhất thế giới. Sắp trang trí xong căn phòng tấm thảm cuối cùng. Vậy là đã hoàn thành xong việc dán tường và lót sàn, đã tạo được một căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang hoàn chỉnh. Bây giờ chỉ thêm nội thất bên trong là sẽ tạo một căn phòng đẹp rồi. Thế này thì tha hồ ngủ nghỉ ở đây rồi. Cái thảm này rất là mềm nhá, nó ngủ luôn vì căn phòng này chật quá nên không thể kê được một cái giường. Về tôi cho cái thảm êm này luôn để ngủ luôn. Sau nửa ngày thi công thì tôi đã hoàn thành sơ bộ việc dán tường và lót thảm rồi, coi như là hoàn thiện được 80% rồi. Bây giờ chỉ thêm một số đồ đặt vào trong căn phòng nữa là gọi là ok thôi. Bây giờ tôi sẽ nghỉ giải lao và ăn cơm trong căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang. Mời cả nhà ăn cơm trưa nhá. Sau khi dán tường lên này thì mọi người thấy là căn phòng trở nên đẹp hơn chưa? Làm như này thì căn phòng sẽ không bụi bặm nữa. Nói chung là tôi rất là thích đấy, rất ưng đấy. Gắn cái đồng hồ lên để cho biết giờ giấc. Ok, để nghĩ xem còn cái gì để sắm để mang vào trong căn phòng bí ẩn này không nhỉ. Và đây là đồ nội thất của căn phòng bí ẩn chứ không có thang. Đó là một bộ máy tính và một cái gối. Máy tính là để giải trí khi mình chán thì mình chơi game hoặc là xem phim. Gối là khi nào xem phim mệt quá thì đi ngủ. Yo. Rồi bây giờ tôi sẽ vào trước để mang máy tính vào. Cái căn phòng bí mật này cực nhất là lúc mỗi khi mình chui ra chui vào, chứ còn bên trong thì cũng rộng rãi phết nhưng... Thôi bỏ dép ở ngoài đỡ bẩn phòng ấy chơi. Em ơi, nhà của anh không bao giờ phải bỏ dép ra. Kinh nghiệm, trải nghiệm, kiến thức về mình phải đi dép à. Đây, đây là cái màn hình. Cho cái máy tính vào nó đã chật luôn cái phòng rồi. Rồi, tiếp theo là cái gì đây? Wow, một bộ cây luôn à? Một bộ cây máy tính vừa luôn cái cửa phòng luôn. Wow, bộ máy tính cao gần bằng lóc nhà luôn rồi. Thì bây giờ sẽ đặt bàn phím vào đây. Sau khi cho bộ máy tính vào cho cái căn phòng này thì tôi cảm thấy nó chật chội rồi. Tôi chỉ cho bộ máy tính với cái đồng hồ thôi, mấy cái gối thôi. Vì cái căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang này rất là bé, nếu mà cho thêm nhiều đồ thì nó sẽ rất là chật chội. Vì vậy tôi chỉ mang những cái thứ cần thiết vào thôi. Đồng hồ để xem giờ giấc, máy tính để giải trí, gối để ngủ. Quá tuyệt vời luôn. Không nói nhiều nữa, bây giờ sẽ gắn máy tính vào. Tên. Wow. Vậy là tôi đã thiết kế và thi công xong căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang. Phong ơi, mày nghĩ anh Dưỡng làm xong cái căn phòng bí mật đấy thì có đẹp không? Anh Dưỡng làm gì có hoa tay ở đâu, làm xong chắc số quá, không ai nhìn được. Anh nghĩ chắc cũng vậy. Wow, cảm xúc khi mình chui vào trong căn phòng được thi công một cách gọi là cẩn thận thì nói chung là rất là thích, rất là cảm giác rất là hạnh phúc. Vì căn phòng này là căn phòng bí ẩn của mình luôn. Mỗi khi
mình chán chán mình lại vào đây chơi, vừa xem phim vừa ngủ ở đây. Nói chung là một cảm giác tôi rất là vui, rất là thích. Mọi người thử nhận xét xem là căn phòng bí ẩn của tôi sau khi chế tạo nó có đẹp không, nó có tối ưu không. Mọi người comment nhá, nếu mà được nhiều like và subscribe tôi sẽ tạo ra nhiều căn phòng bí ẩn hơn. Bật máy tính lên nào. Wow, rồi sao màn hình không lên luôn, cái này cắm nhầm dốc màn hình rồi. Wow, cắm luôn dây mạng vào để vừa xem phim vừa chơi game ở trong này luôn, tuyệt vời luôn. Chán chán thì ngủ luôn. Ok, thử vào xem phim nào, xem phim của Phương Âu Dưỡng luôn, xem anh Côn đá cầu cùng bạn gái này. Đây, xem TV luôn. Mọi người thấy căn phòng bí ẩn dưới cổng cầu thang này ok không? Có cả giải trí luôn, có cả ngủ luôn. Bây giờ mình thêm cái tủ lạnh, nhưng mà tủ lạnh cái căn phòng này bé quá nên cái tủ lạnh mini không thể nhét vừa được, vì cái lối cửa ra nó bé quá nên không nhét được cái tủ lạnh vào. Nếu mà nhét được thêm cái tủ lạnh nữa tuyệt vời luôn đấy. Có căn phòng này tuyệt vời đấy. Xem phim mới nhất của Phương Âu Dưỡng này, tuyệt vời chưa? Bây giờ vào Liên Minh Huyền Thoại chơi luôn. Bây giờ tôi thử lằm ra xem là như nào nhá, xem ok không nhá. Tôi sẽ lằm ở góc này luôn, duỗi thẳng chân luôn. Đấy, vẫn còn thừa khoảng độ 50cm nữa cơ. Nói chung là rất là dài. Chỗ này phải thêm hai người làm nữa thì thoải mái, mà ba người làm thì hơi chật. Hai người làm thì ok, hai người trong căn phòng bí ẩn này thì tuyệt vời luôn, vừa luôn. Đã chơi game xong, xem phim xong đến đi ngủ, cảm giác là tuyệt vời. Các bạn thử bình luận xem là căn phòng của tôi như nào. Anh Dưỡng ơi, làm xong chưa? Làm nhanh lên, sao làm lâu thế? Làm nhanh lên để bọn anh còn vào xem thế nào chứ. Nhanh cái tay lên. Thôi bây giờ tôi sẽ ra rủ anh em vào đây chơi. Đấy, rủ tất cả anh em vào đây tham quan cái căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang xem như nào nhá. Mỗi lần chui ra chui vào vất vả quá. Bây giờ tôi sẽ dẫn mấy anh em vào trải nghiệm căn phòng bí mật dưới gầm cầu thang nhá. Let's go. Mọi người hào hứng không? Có ai hào hứng quá thì rồi, nhanh lên, nhanh lên. Đi xem vào em ơi. Nhà của anh, nhà đẳng cấp, đi xem vào em ơi. Em ơi, đi xem bẩn lắm. Ui, ui, giải đi đây cồn, bẩn thế. Đi nhé, đi nhé. Rồi, người phong toan không? Vừa cửa không? Vừa ấy. Vừa. Rồi, chân lích phải không? Sáng vào đâu? Được. Ui, Trần Lích mà. Sáng vào nữa Trần Lích mà, bốn anh em trong phòng. Thoải mái. Ui, phòng anh Dương đẹp thế. Có nhiều tiện nghi ghê, máy tính ui. Nhà mới, có luôn mà. Mọi người thấy nhà đẹp không? Hay thích không? Đẹp. Căn phòng bí ẩn đẳng cấp không? Được ấy, phòng này được ấy anh ơi. Phòng này khả năng em chưa có nhà trên Bắc Linh. Anh cho em cái căn nhà này đi. Em ơi, anh tạo ra căn phòng bí ẩn này để mỗi khi vợ đuổi ra đường anh còn có chỗ ngủ. Cho em là cho em thế nào được. Ui, giả nhìn cái nhà hay hay đẹp đẹp như này mà lại không cho à? Ô phòng ơi, em cứ đi xúc nhau với ai hay là làm gì mà mặt mũi lại xuất sắc thế này? Cái này chắc em chạm vào tường hay đâu ấy. Rồi, hôm qua về quê anh cô uống rượu nào giờ giờ ngã ngẩm đâu không biết mà. Rồi. Rồi. Vậy là căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang có thể chứa được 4 người lớn luôn. Mấy anh em thấy nhà của anh như nào? Rộng anh ạ. Đẳng cấp không? Đẹp không? Tưởng không có hoa tay mà thiết kế nội thất cái căn phòng này đẹp đấy. Được không? À, quá đẹp, sang xịn mịn. Anh con này, anh chơi game luôn đi. Anh làm gì biết chơi game gì? Thôi anh con đi ra đi để cho Phong. Cái món game này thì sở trường của Phong rồi. Các bạn ơi, 10 giờ tối là ngủ rồi, hôm là chơi game đến 2 giờ đêm. Ai chơi với ai? Nói rõ cho mọi người biết. Phong là thần game của PD Sport nha mọi người nhá. Thôi vào thăm nhà anh Dưỡng thế thôi, anh Dưỡng ơi, không cho ai thôi em đi ra đây. Không, dừng lại em ơi. Thì cái clip này chế tạo cái căn phòng bí ẩn dưới gầm cầu thang này sợ ngắn quá. Thì bây giờ anh em mình sẽ thi đấu. Mà anh em mình sẽ ở trong này, ai người ra cuối cùng thì sẽ không bị phạt. Người nào ra khỏi căn phòng này sẽ bị phạt. Phạt lặng nhá. Phạt thật lặng. Nếu cho cố gắng. Rồi bây giờ anh em nghĩ xem hình phạt như nào đây. Rồi nghĩ gì thôi để em đi ngồi chơi game. Anh em nghĩ test máy tính, test thử chơi game ở trong căn phòng này được ấy. À thôi, cho Phong chơi game, anh đi ngủ. Không. Làm gì cho nào ngủ, làm chỗ này. 4 người chân lích làm gì có cho nào ngủ. Ngủ ngồi luôn. Sáng dưới chân kìa, Phong dưới chân cho đằng kia kìa. Sáng dưới chân thoải mái. Phong dưới chân đằng này thoải mái luôn các bạn ơi. Anh Côn này. Em à, tôi không cho anh Côn dưới chân, cho anh Côn mỏi, anh Côn xin thua luôn. Em điên là mấy nhìn ai cả nó. Dưỡng chân lại dưới thẳng ra bên này thế. Ở đây rộng nói được đấy. Sao được? Nhưng mà anh cô này chân anh dưỡng mùi lắm. Chân ai giờ mùi, trong đây chả chân ai không mùi. Em sạch lắm anh ạ. Bây giờ người nào ra ở căn phòng bí ẩn này thì sẽ bị phạt ăn ớt. Một quả ớt. Rồi, sẵn sàng chưa? Rồi. Rồi bắt đầu thử thách. Thử thách bắt đầu từ giây phút này. Ô từ từ anh ơi, cho em đi vệ sinh cái đã. Đi vệ sinh xong mới bắt đầu. Được, bây giờ em có thể đi. Đấy, đi ra đi. Ra đi để bớt đi một đối thủ. Bớt đi một đối thủ sẽ rộng rãi
hơn nhá các bạn nhá. Đang bảo từ từ để buồn vệ sinh mà. Em ơi, bỏ cuộc đi. Không, thôi, bắt đầu thử thách rồi thôi, em nhịn. Anh Côn mới sáng ra ngoài đi. Em ơi, đưa cho anh 500k anh ra ngoài ngay. Ra ngoài nước à? Ừ, em ơi. Đổi một quả ớt đổi 500.000 em ơi. Anh hai quả luôn, thật nếu đưa 500.000 thì ăn hai quả luôn. Đâu khăn hai quả ớt được 500.000 rồi. Rồi, đã khôn thế. Đã khôn thế ra đổi 500k ăn ớt rồi đi. Ăn ớt không ai cho tiền anh để anh ăn ớt đâu anh ơi. Phong này nếu mà cho 500k ớt Phong à. Ăn một tí. Ăn cân. Bây giờ chật quá mọi người, sắp đây là thò chân ở kia để cho thoải mái đi, chân cứ quanh. Thôi đừng bó này chật quá. Bây giờ tôi ở ngoài tôi thoải mái chân, tôi chặt luôn. Không không cho mọi người, để cho thoát chân, để mọi người mỏi chân, tôi có cơ hội thắng. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, vợ đuổi ra đường là ta chui vào đây ngủ. Thôi chị Yến kiểu gì cũng xem được khúc này rồi. Ui, quay rồi. Có khách rồi, em ra bán hàng đi em này. Không anh nhỉ, ra ăn ớt đấy. Phong bây giờ vào đây có tivi xem YouTube sướng nên là không muốn ra là. Bây giờ nhá, bây giờ đố ai tìm em nhá. Bây giờ chơi cho tìm em trốn đây, đố anh Côn với Phong tìm thấy anh. Bây giờ ai chẳng biết là đây là Phong rồi. Tìm đây đầu tiên. Anh Côn ơi, anh em mình làm nào để cho thằng Phong nó loại trước đây nhá. Loại được một người trước là anh em mình có tỷ lệ thắng cao hơn. Anh em mình đá đít nó ra. Ừ, nó ra. Nhưng mà ai chơi thế các bạn mắng chết được mà. Nó phải tự nguyện ra chứ ai lại ép buộc nó thế, em hiểu không? Nhưng mà không sao, anh em mình xuống tay đi. Phong rồi, nó to ngồi nó phải chặt hết chỗ. Sáng làm ngoài thoải mái thế là được làm luôn à? Em phải chiếm chỗ của Sáng, chị không cho nó đứng dậy. Đứng rồi, ngồi sát sát ra chị không cho đứng dậy. Làm thế này là mình đẩy dễ dàng lắm, ngồi thế này chống cự được, làm thế này Phong ơi. Thôi. Anh mày đẩy đít lên. Quay đít ra. Đấy. Sáng làm gì ngồi, sát ra đi, ngồi sát đi. Sáng không làm cái mắc đấy rồi. À đấy, hết chỗ ngu chưa. À thích chỗ rộng à. Rồi nhá, Sáng bị anh em mình chơi rồi. À, giờ làm không làm được, ngồi không ngồi được. Ai chơi thế. Rồi hết chỗ rồi, Sáng chưa hết chỗ rồi. Giờ đố mày du được anh ra quen ra. Sáng chưa đang bị mắc kẹt ở trong cái chỗ hẹp. Đấy, cứ làm thế đi xem được bao nhiêu lâu. Rồi Sáng ra nữa đi. Các bạn ơi, tôi nghĩ Sáng là thằng ra đầu tiên rồi. Anh em giờ chơi xấu quá các bạn ơi. Bây giờ mỗi mình rộng cho mình được có chỗ thò chân. Anh Côn với Phong cứ đây chứ Sáng nhở. Anh Dương mày quá. Mình có chỗ thò chân như này. Em ơi đấy, bọn anh tính thế rồi. Em đã ở gần cửa là bọn anh lại em đầu tiên. Sao bọn anh sẽ tính sau nhở. Này Phương Dương tung xúc sắc là lần này là gì đây? Coca. Đùi gà. Đùi gà ngon quá, Phương Dương được gà chứ. Sáng bây giờ chỉ được chia một mảnh đất bé thôi đấy, mảnh đất vườn con đấy góc đấy. Giờ anh Côn với Phong nhiệm vụ canh giữ, rồi tôi ở ngoài trong này tôi thoải mái mọi chân rồi. Cái thử thách cứ diễn ra như này thì anh em có thể trụ được rất là lâu. Vì vậy bây giờ tôi sẽ chơi một cái trò chơi gì đó để loại dần nhá, tìm ra người chiến thắng cuối cùng nhá. Mọi người có đồng ý chơi trò chơi không? Ok, chơi luôn. Có. Loại thì phải cho em ra chứ. Sao? Tha là chưa Phong ơi. Rồi tha đấy. Rồi tha là chưa đây để chơi trò chơi nhá các bạn nhá. Rồi ok, cho Sáng thoát khỏi cái miếng đất nhỏ nhá. Mọi người sẵn sàng chơi chưa? Rồi, chơi luôn. Em ngồi đây đau hết lưng mẹo hết cổ rồi. Nhưng mà chơi gì? Thì bây giờ em nghĩ trò chơi như này. Rồi. Đây. Mọi người chỉ cần đoán trong video đến người tung tiếp theo sẽ tung ra món đồ ăn nào. Là nếu mà trúng thì ở lại, còn đoán sai thì ra ngoài. Ê, mọi người sai hết thì ra ngoài ăn ớt hết luôn à? Ra ngoài hết luôn, chơi lớn luôn, một phát hết đuôi luôn. Ok luôn. Không cần biết ai tung. Rồi đoán luôn đi. Lượt này không biết ai tung nhưng mà tôi sẽ chọn bánh mì. Gà. Rồi Phong chọn gà. Gà lán à? Tôi chọn xúc xích. Rồi chọn trà chanh. Tôi nghĩ khả năng là bốn anh em ra ăn ớt hết rồi. Lăng mới bắt đầu thử thách được nửa ngày và lại hết rồi. Rồi cái gì đây Sáng bánh mì. Bánh mì trà chanh. Ớt. Trời ơi sai hết sạch luôn. Em bảo ớt luôn các bạn, tất cả ớt. Ui sai luôn đấy, Sáng sẽ xu vào ớt. Trời ớt ơi. Em ơi, vậy là cả bốn anh em đều sai. Giờ anh muốn chơi lại một lần nữa, bốn người đều sai hết thì mình chơi lại một lần nữa. Ừ, thôi để. Sao? Hay là ra nớt luôn? Hay đấy, chơi lại cũng hay đấy. Chơi lại đi. Vì cái trò này cuốn quá nên mọi người thích chơi tiếp thì bây giờ tôi sẽ hay bây giờ ăn đuôi à, tính ăn một quả ớt rồi thì mới cũng công bằng. Sao tỷ nếu mà nói sai lại quả ớt. Phải thế chứ. Em ơi, thế là dần dần cuộc thi ăn ớt à? Không, thế nó mà hay. Bây giờ nhá, thế vòng trước tiên các bạn bảo là ô thế sao bỏ vòng trước? Anh
thế nào cũng được. Rồi chơi luôn. Anh Phong. Sợ chúng mày thôi. Phong. Nhưng mà đoán đúng là vẫn phải ăn một quả ớt đấy. Ờ vẫn phải ăn. Thế ừ, vẫn phải... ăn quả vòng trước đúng không? Cho tôi phụ thôi. Thế cay hết thả loại luôn đấy này. Thế chui ra đi. Ta là chả ăn một quả ớt rồi. Bây giờ cho hai quả vào nhút cho khác gì nhau. Thôi chơi. Cay rồi đúng không? Chơi. Rồi mọi người là mọi người chơi trò này đang cuốn thì tiếp tục chơi nha. Enter nha. Lần này không biết sáng tung rồi bây giờ khả năng đến anh này. Trước là tôi bánh mì rồi. Giờ này tôi vẫn trung thành. Rồi, bánh mì rồi, luôn sáng. Đùi gà. Xúc xích. Vẫn trà chanh rồi. Nói chung vẫn trà chanh. Có chơi đổi không? Rồi đổi. Cũng giống sáng đùi gà đi. Ok anh. Hình như chỗ này vừa xem rồi. Chưa. Rồi không sao. Rồi sáng mày có đùi gà Phong. Xúc xích. Rồi. Tôi thì vẫn trung thành, vẫn là trà chanh nhá. Ok nhá. Trà chanh. Ui, lại nớt, ok. Vậy là tiếp tục bốn người sai. Em không chơi. Số. Đúng số trời bắt anh em mình nớt. Ui, tung sáng tung ớt, anh tung ớt. Lại số trời sẽ bắt mình nớt. Đang cái này vẫn đang cuốn này. Tiếp vòng nữa. Hay lắm. Hai quả. Thôi chơi ba vòng đi. Nếu mà ai đoán đúng đi sẽ thụt một quả ớt đi được chưa? Ai đoán đúng là không phải ăn. Đúng rồi, ai đoán đúng không phải ăn luôn. Không, thụt một quả ớt thôi. Không, em ơi, đoán đúng không phải ăn luôn. Đúng rồi. Em sợ. Đấy, em Phong như thế nào? Đúng là không phải ăn. Đúng rồi, không phải ăn. Rồi, đoán đúng là đi sẽ không phải ăn gì luôn gì. Rồi. Em vẫn trả tranh. Xúc xích. Hai phòng ớt rồi, phòng này tôi đoán ớt. Bánh mì. Ôi, trả tranh. Trả. Bánh mì. Xúc đùi gà. Có ai đùi gà không? đùi gà, anh có được đùi gà nhá. Sau 3 lần chơi thì cuối cùng là 4 em đều về cái ớt cả. 4 người 3 mà. 4 anh em mình có thể thương lượng mà. 4 người ăn một quả bằng nhau. 3 anh em ngoại đồ rồi, đừng ra ngoài thôi. 4 anh em chứ chẳng lẽ mày mất bị đại. Ok, vậy là sáng đã ra khỏi căn phòng bí mật rồi. Đến lượt ai? Phong là người tiếp theo ra khỏi căn phòng bí ẩn. Rồi đến đây anh Côn. Tôi cũng ra luôn nhá các bạn nhá. Ok, tạm biệt anh Côn. Okay. Vậy là tất cả mọi người đã ra khỏi căn phòng bí ẩn. Vậy là tôi là người chiến thắng. Yeah! Ôi, ra đây. Ôi, ơi. Ai người ra cuối cùng là người chiến thắng? Thì anh lươn nẹo như thế. Không. Các bạn fan mắng đây. Làm gì ai mắng anh ơi. Ok nhá, chào mọi người nhá. Mọi người điện hết đi để anh quay chứng kiến nào. Yeah, vậy là tôi là người chiến thắng. Tôi là người cuối cùng ra khỏi cái phòng căn phòng bí ẩn này thôi. Bây giờ tôi đi ra đây, bye bye. Ok, tôi là người chơi đẹp nhá. Tôi cũng ra nhá. Tôi là người ra cuối cùng nhưng tôi vẫn thắng nhá. Không ra có mà mặt mua. Tôi là người chiến thắng trong trận chiến này. Yeah, yeah. Tôi là người chiến thắng trong trận chiến này. Yeah. Chúng tôi phải nớt đây. Các bạn ơi, các bạn nhìn ba quả còn sáng rồi. Ăn một quả không chịu, thích chơi trò chơi hết ba quả. Anh ơi, em út. Ôi, đằng nào phải ăn thôi, mấy anh em cứ từ. Biết thế em ăn thua ngay từ đầu. Ăn từng quả một, ăn hết rồi. Em ơi, ăn hết luôn. Em cứ thế nào hết được thì thôi, em muốn cay thì em ăn từng quả một cho nó lâu. Đây rất nhiều công nghệ va đấy em ạ. Nhưng mà ý là ăn cái ba quả nó nước em hơn à? Được, các bạn ơi, tôi ăn luôn, không phải nói nhiều. Các bạn nhìn tôi là người tiên phong nhá. Ôi, cô đừng có mọi người cười. Cô đi phút luôn à? Ấm trầm. Thì giờ nó cay chứ. Như bình thường bạn nhỏ ăn ở ớt đấy, sáng các bạn đã sáng mạnh không? Tôi tập ăn ớt gần rồi. Ờ, tại mua ớt còn à? Ờ, quả bé tím mà, cái ớt còn. Người mùi cay lòi mắt ra, ngửi cái gì? Đúng rồi. Mà cay ế hả? Ớt cay ế. Cho nước mà nuốt chứ, ớt lại không ăn mà. Thế thôi bỏ. Cay lắm, ớt lại siêu cay luôn. Em ăn cái đứng đây. Rồi các bạn, tôi ăn luôn à? Đứng ở trong đây cho khán giả nhìn thấy. Anh có ăn luôn à? Anh đến rồi, anh giữ cái luôn anh Côn này. Anh có nhút trực luôn à? Bên đây Phong em không phải nhìn. Ực luôn đấy. Một quả nha. Ui một quả chưa? Tôi cho ăn nhanh xong rồi tôi đi kết thúc video tôi đi uống nước. Làm gì ra nước? Đây, cho cái nước đây. Đây nhá, nước này. À, đưa nước này anh nuốt luôn. Từ, uống hết đi. À đúng rồi, tôi đánh, chỉ đánh để nuốt cho mà. Không cảm thấy hơn. Không nuốt cả quả. Ui, con ăn là hai quả được kìa. Hai quả rồi. Ui dồi, mạnh nhanh nhé. Các bạn ạ. Quên chưa bóng quay rồi, con ăn lại anh con này. Quên chưa bóng quay con này. Ơ, quả sáng bé, nhút được quả anh to, nhút nào được. Nếu em toàn quả này đây. Ui. Rồi, nhìn mất. Thôi, tôi sẽ loi ngươi anh Côn. Bởi vì tôi mạnh mà. Rồi, sáng cho ớt vào nhung thuốc mà. Hết, được okay. Anh ạ. Ớt to nhưng mà nó toan. Nhưng mà thẳng quả nó xuống được. Tôi là đã hoàn thành cái hình phạt này rồi nhá. Tám anh cô chịu hình phạt xong rồi. Thì bây giờ tôi cũng tiến hành rồi. Thì tôi cái coi như quả ớt này là viên thuốc tôi uống.
cái này gọi là hơi khôn lỏi một tí thôi. Nuốt đi em ạ. Tôi ăn nhanh không gầy lắm. Quả thứ ba. Xong rồi. Ok, vậy Phong đã xong rồi. Nhất chỉ người trong dạ dày. Mọi người tuyệt đối không nên làm cho tôi nhá, vì tôi là vận động viên chuyên nghiệp rồi, tôi có thể ăn được ớt. Còn các bạn là các bạn bé, các bạn tuyệt đối không nên ăn ớt nhá, vì các bạn là trẻ con, bạn không nên ớt không tốt cho sức khỏe nhá. Tôi em phải nói đúng. Em nuốt ớt. Ăn ớt rồi. Như anh Côn này, ăn được thì chưa tay á. Mặt anh đây, bây giờ em ăn kiểu này. Quả ớt này cong quá. Sợ không nhớ được. Sợ không nhớ được cái biển. Ok đây, em ăn luôn đây được chưa? Ô đừng, anh Dương ơi, anh càng ăn như thế càng cay hơn. Cho anh chai nước đây, tôi quả cuối này tôi nhai cho mọi người thấy tôi đẳng cấp này. Ok. Sáng là người tiên phong đầu tiên, cái bảo ớt này cái gì? Uống nước càng cay hơn đấy. Đấy, ăn này. À, ok chưa? Ăn này là nước cay. Đừng uống nước. Ok, về là xong clip rồi nhá các bạn ơi. Cảm ơn các bạn xem clip, hẹn gặp các bạn trong clip tiếp theo. Nếu mà mọi người thấy căn phòng bí mật hay này thì mọi người hãy like, subscribe để tôi tạo ra nhiều căn phòng bí mật nữa nhá. Cảm ơn các bạn xem clip một lần nữa, xin chào tất cả các bạn.